muốn vào đây thì không cách nào mà tạo được đâu. Là vì tại sao mai mốt anh được giết lợi cái cuộc đời của Thích Ca đó, tại sao vô đây thì gần tập gần 8 tỷ năm, là vô đây thứ nhất cái đầu tiên á, ở ngoài thì thích lắm, thích vô tạo công đức để mà trở về Phật giới có một chiêm tâm thật lớn, ai cũng biết cái chuyện đó. Vô đây cho mọi người cái quy luật, cái quả vô thứ nhất là vô ở trong này gọi là âm dương, vô cho con người nữ là âm, cái tử cung là hiện tượng để chết, cái cung chết cũng là cái cung sinh con đó. Đạt là chết đó là chết thứ nhất rồi, chết là cung quên rồi đó. Cung quên thứ hai để là khi mà nó có hiện tượng dương, nó kéo cái thân người đó ra, nó phát sinh ra cái tánh người. Hiện tượng dương nó kéo cái thân cái linh cha ngọn mẹ, nó cũng phát ra thành cái tánh người cái chỗ này, và tánh người nó đưa ra đây, đưa ra 16 cái thứ giống như cái dynamo nó dùng quay phát ra điện 16 rồi điện thì làm sao nhớ được. Đó là hai. Còn thứ ba nữa đó, là cái dòng điện từ âm dương á, nó quay đến độ phát ra 84.000 đạo nhé, thì tánh Phật nào chịu nổi này, tánh Phật nó không quan còn không nhớ đâu. Có ba cái trường hợp để cho tánh Phật thôi. Bây giờ nó tự cũng không cũng đúng, chỉ cũng đi rồi 84.000 cái bong bóng của địa từ vừa nó quay nữa, rồi 16 thứ nó tăng cường, làm sao để vì thế mà phải đi. Mà đi á thì muốn trở về Phật giới không phải đơn giản đâu. Ông Thích Ca nè, ông muốn về Phật giới, ông đi ông biết mà, bởi vì vô đây ông không nói, ông không nhớ ngày vừa hiện giờ, không nhớ lại, nhớ hồi xưa tôi nhớ ở bên kia chứ phải đây đâu, nha. Bởi vì khi mà ông Thích Ca vô đây là ai nói ông rồi, ông Nguyên Đăng, ông tham cái Nguyên Đăng mấy cái vô đây này muốn thành nhà kim phật Phật, vô đây đi là mượn thân người tạo ra. Ông Nguyên Đăng nói ông nhiều lắm, ông tin, ông nói làm gì mà thế giới là người là gì có dữ dội vậy, tôi Phật tôi muốn làm gì tôi vô là ông khen thường như thế, vô tới bây giờ. Vì thế mà ông Nguyên Đăng ông có nói câu khi nào mà ông vô đó mà ông chán rồi đó, ông kêu tôi chỉ cần lên tình chán như vậy, ông phân thân tới vậy, nó có bỏ đầu có đuôi vậy đó, không phải dễ đâu. Mà bây giờ tại sao mà mấy ngàn năm trước ông Thích Ca không có, là ông nói á, khi mà con người mà nó đã ngu rồi đó, cúng tụng cầu sinh hoài thì chắc chắn là cái pháp môn này không có cách nào mà phổ biến được. Vì thế mà mới đỡ với dòng mình người là người văn minh lên thì cao mới nói cái này, nó có cái đầu có đuôi gì đó. Để có cái thì mà cái tay bản về cuộc đời Thích Ca thì sẽ nói lại về thân rất là rõ. Bây giờ tôi nói để rồi tôi tướng luôn nè. Bây giờ tôi hỏi đi, cố gắng hỏi đi. Ở đây thì cái mai mốt tôi rút tôi rồi, thế hệ sau cũng đã làm cho tôi biết. Rồi thế thì dạ, cái đó là khi tánh Phật mà muốn giải thoát về là coi như gặp cái trường hợp mà coi như chú nói nãy 16 thứ tánh rồi là 84.000 cái một bảo khẩu nha. Muốn giải thoát rồi khó giải thoát thì sao là những cái gì chú cho ý? Muốn giải thoát phải có ông Phật giúp đỡ. Ông Duy Năng giúp đỡ ông Thích Ca mới về được. Chứ không phải là ông Duy Năng không nói Thích Ca về này chắc ông còn bên Ấn Độ á, chứ bên gì giải thoát được đâu. Cái đạo Phật đây chưa chắc, đạo Phật này là ông khác rồi, đạo Phật dễ cho ông Thích Ca này. Nó khó lắm, chứ không phải đơn giản. Ông tạo công đức mà vậy. Bây giờ này anh nên nhớ là bây giờ tôi có bao nhiêu độ thí dụ ta 60 tuổi đi, mà từ khi anh lớn lên anh có nghe ai nói là giải thoát môn giải thoát không? Có nói nhưng mà không chịu. Tất cả những người cắt chùa ra đi vô đi tu qua toàn là tôi muốn giải thoát, nhưng mà không may bị mà họ bị sai, cho đến lẩu bạo đưa vào đế cắt chùa tưởng đâu ở con phương đức này để giải thoát, mấy người ta làm nữa rồi tại cắt chùa trong đó để mà giải thoát hoàn toàn chính hoàn toàn còn lưu hồ. Phải nên nhớ một cái điều, bởi vì hiểu cái quy luật nhân quả trên cái đất này
rằng phải tổ chức một tam giới như thế nào, dù nhân quả nó đi như thế nào, dù các sáu loài sống chung ở trên cái đất này mỗi loài chịu trách nhiệm phần nào, tại làm sao người ta tu người ta đạo đạo, nó có cái lý do cho thời điểm. Nếu mà tại sao Phật không chịu đạo đạo đi? Đó bây giờ đó. Tại sao lại bây giờ mình thấy trong đầu đầu của mình lại mà phải không để tóc mình không dám lại? Đó trong tâm cái ca để tại sao lại không? Tại sao lại lại? Phải khởi khởi làm mà làm cái này. Cái nguyên tắc họ không hiểu cái nguyên tắc điện lý. Thành ra tất cả bởi vì năm tháng một tu á, về điện lý ai cũng nói là mình phải. Thì bởi vì tôi nói là tất cả ai nói về tất cả năm tháng một đó là phải thì đi đến trên đường. Vì cái chùa Thiền Tông Tư Diệu này có cái bộ phận công bố ra thì phải giải thích cho đến nơi đến chốn, mà giải thích phải trên luôn đàng hoàng chứ không phải giải thích mà nói nó xuống không có được nha. Thành ra nghe nói mong, tôi mong rằng ông diễn chủ chùa Pháp Quang lại đây, không có tổn đồng nào hết, tôi mời. Còn nếu có cần người làm giấy tôi mời đàng hoàng nha. Còn nếu mọi người biết được thì báo cho ban thư ký ta làm biên bản xong là làm giấy mời ngày giờ đàng hoàng. Là nên nhớ rằng tất cả ai cũng tham dự cứ đến ngày đó họ dự, nhưng mà nên nhớ rằng nguyên tắc trên lượng tôi nói câu ông nói câu. Nếu mà giống như đá banh này chơi một tên người mở bên già vô rồi mình thua là thua cho cái vụ mang cho mình mở có mở vậy này đó. Nên nhớ đã đáng mời không? Mời thì chuyện mình quay đi, cứ mời thì hành luôn đấy, báo chí lên đăng liền nha. Rồi tất cả các chùa lớn luôn quyết thân mời luôn cho tôi mong. Bởi vì nếu mà khi mà công bố vị trí này đó phải có cái lưng này, có cái gan này mới dám chơi cái kiểu này. Chứ còn nếu mà kêu mà hỏi mà trả lời được thôi chắc nghe cái bạn lên chuyện tiền về cái chùa Tân Diệu đóng cửa đi. Bởi vì nếu mà tới phải tới nơi, tôi nhà tôi lớn sắp một sắp 81 rồi, còn mấy ngày 81 thì cố gắng tôi cũng mong một người đến đây để mình cho nó ra lẽ. Chứ đây ngoài nó xuống có một chiều nói mà cho yên luôn lại à, lát đi. Con xin kính chào chủ ban giám. Thực ra con cũng được đọc 10 cuốn của thầy chủ thì con cũng không có thắc mắc gì đâu, nhưng mà hôm nay vào đây nghe được chủ giảng thì con vỡ ra một điều là đó là con biết là A-la-hán là chưa giải thoát thì hỏi lâu rồi, nhưng mà giải thoát là được về tức là tứ đại, thân tứ đại thì con bây giờ theo con chỉ muốn hỏi được chủ như này là con hiểu đúng không? Tức là nếu mà muốn tu giải thoát khỏi luân hồi là không được ngồi thiền. Đấy, tức là còn ngồi thiền thì còn luân hồi, tức là chỉ được giải thoát thì thân tứ đại thôi. Tức là có lời như thế là tôi đúng không ạ? Ý mà nói là muốn tu giải thoát đó là không được ngồi thiền. Để mà cứ như là buông á. Còn nếu mà ngồi thiền nên là mình vẫn còn cần việc lý. Anh là có hiểu chữ giải thoát không? Con có hiểu giải thích chữ giải thoát đó như một thiền chữ giải là gì? Là giải thoát là thoát ra khỏi cái là vùng vậy, giống cái con cá trong cái lưới giải nó ra cái lưới thoát ra ngoài cái lưới. Rồi bây giờ nó ở trong cái quy luật này á, anh tìm cách giải được không? Cái giải thoát mà nói tôi hiểu thôi chứ sự thật không có tận tận đây. Bây giờ anh muốn con cá mà nó muốn ra cái khỏi cái lưới đó, nó phải làm sao? Nó tìm cái lỗ hở, nó chui ra cái lưới chứ đừng có giải, càng giải càng chết. Ở trong này càng tu càng chết. Mục đích anh tu là gì? Còn ngồi thiền để là mục đích dễ gì? Tôi muốn thành Phật, thành liền. Ai hiện ra Phật đó thì ông thần quản lý lên tánh mình đó. Chết là mấy ông thầy không có hiểu. Có nghĩa là trên cái đất này ham muốn gì được anh ấy. Anh muốn thành Phật có Phật đề, muốn thành
anh hán có tình anh hán thì muốn giải thoát thì phải tìm cái công thức của nó. Mà công thức khi mà Huyền Kiến chưa công bố ra thì hoàn toàn không ai biết công thức. Bây giờ Huyền Kiến công bố ra mấy tháng rồi thì ta mới bắt đầu ta nói về công thức. Mà trong cái truyền thiền ta điều hôm nay ta đã nói rồi, nó cho cách đi ra. Nếu mà anh và anh chẳng có công đức cỡ nhiều nào mà anh không hiểu cái này, anh không ra được. Giống như có tiền nhiều cỡ nào mà anh không hiểu cái đường đi ra nước ngoài, chỉ có ở trong nước thôi. Đó phải hiểu rồi, như vậy có nghĩa là giải thoát được vùng quậy, thoát ra ngoài cái này. Mà cái vùng quậy đó, cái thập gì nó đâu? Là trong cái đất sinh nhân quả. Nhân quả nó cao thì đi ra các dòng của tam giới. Mới giải xong, anh giải có nghĩa là dùng công tu để thành, tôi nói tôi để làm phước cho thật nhiều cái gì. Để thành đi ra ngoài không có đường đâu, không có đường ra. Đó, trong thế giới hiện lý này có cách nào vậy đó, mà chỉ biết cái con đường leo rồi phải đi ra. Thành ra cái thiền tông có chỉ cái này. Chứ nếu mà không thiền tông không nói, tôi nói nghe hiểu này rồi để tôi cho ý kiến còn quá. Không có chùa thứ hai, giám lệ công dạy không, chạy dạy không. Mà chỉ cúng không, cúng gì tụng, không tụng một tiền của ba món đó đâu. Chứ không có gì đâu. Tất cả đi tâm cảnh đi, không cúng, bị tụng, không tụng một tiền. Có gì nó hòa được, có nào hơn đâu. Mà đây qua tao cái chùa nó có cúng, nó tụng chết rồi. Nhưng tại vì có nhà, tại vì nó là người quê, người ta tới cái tiền đó. Tới chùa tao phải chút gian, thì không để cho nó đốt. Còn tao muốn cầu gì thì cầu chỉ của ta. Bao bản trị là có ai đi, tôi vừa cúng, tôi cúng ngày nào. Ở đây tất cả, ở đây là bao bản trị 33 người. Họ có ông nào cúng hoàn toàn chùa sạch sẽ để chú khách đến thôi. Còn muốn hiểu thì đến ngày truyền tiền đến là ta nói cho hiểu. Còn muốn thắc mắc gì giống như bữa nay đến cứ hỏi thoải mái, cho hỏi thoải mái thôi mà không từ nan bất cứ một câu hỏi nào. Thì trong này cái chùa này nó có cái đặc biệt này, ở ngoài cổng, ở ngoài chuyên dạy giải thoát, trong nói là không chứng đắc gì hết, về Phật giới thôi. Ở đây tu thành Phật đó, ba cái ghế này có chùa nào ngang gì không đó. Vậy thì tìm cho chùa lớn là không dám, không dám ghi cái bàn này đó. Đây là ta gọi là ta lục trần hết về thì đạo Phật. Đây cái tinh hoa đạo Phật là cái chỗ này, chứ không phải tinh hoa đạo Phật là một nó tụng, một nó cúng, một nó lại, không phải đi qua đạo Phật có này. Anh suy nghĩ này, ông Trần Nhân Tông là vua, ông lẽ bây giờ tinh hoa lên đầu núi để cúng rồi đấy. Cúng để cái gì? Tức để kiếm tiền thì tất cả những người tu tên là mọi người cúng để lấy tiền. Trong bài nó cũng cho đấy. Không lẽ Thích Ca làm chuyện này suy nghĩ đi. Thích Ca cái gì cũng hay hơn chứ. Nếu là Thái Tử, hỏi Thái Tử mà tiền ăn sạch hơn. Mà đi ra ra có cây ngồi để rồi cúng mà đi tụng. Mà nên nhớ là tất cả từ khi mà mình lớn đi chứ còn không có trước đi thì có cái ông nào mà có ông chùa nào dạy dạy có mà hoàn toàn tôi nói thật. Hiện giờ ở nước Việt Nam mình là ai là số 1, thiền sư Thích Từ Thanh Từ số 1, biết hỏi giải thích không biết. Ở đây có nhiều anh em đi với tôi ra tôi suối hỏi không biết đâu, hỏi gì thì sao vậy đó, hoàn toàn. Còn cái tượng Phật thì có cầm gạch xe là đúng, nhưng cái gian thù của việc làm sai hoàn toàn. Hai ông ngồi lên hai cục đá, ông này thì cầm quyển khẩu kiểm sách thì đúng, mọi quyển gì ông không biết. Rồi ông bên đây cầm cái gì, cầm cái roi, cái đây là cầm cái kiếm. Đó là gọi ở trên tiếng cỡ nó mà còn giữ giải thoát không biết. Anh cỡ bữa nào đến đi ra vừa từ chiếu rồi ông cấp cái hệ thống truyền miệng ở trong Việt Nam hoàn toàn của bà Thượng Thích Tịnh Tường hết. Bây giờ người hỏi như vậy đó không anh hiểu, chính cái gốc mà không biết thì mấy cái người khác sao làm sao biết. Nếu cái chùa này không có cái bản lĩnh này thì anh xin lỗi, không dám để con này. Anh nên nhớ anh phải lên võ đài đánh anh giám thích bất chấp bất cứ ai. Nếu anh đóng có cái lực đó thì anh đừng hỏi.
không dám nói được đấy. Nếu mà không có cái lệnh này xin lỗi cái bạn này đang treo 12 năm, đúng 12 năm rồi thì nó đốt cái chùa lâu rồi. Bây giờ mình gieo cái chùa này vẫn còn, là tất nhiên chưa ai hạ được cái chuyện này, chưa ai hạ được cái chùa này. Nhưng mà không biết vậy sao tôi chết rồi nó có đốt còn tôi biết nữa. Đó, tiếp đi. Thì con vẫn hỏi một cái câu đấy, khi bây giờ bọn chúng con còn trẻ còn hoạt động nhiều cái khác mà con chỉ thấy hiệu quả là ngồi thiền ấy, thì nó khỏe ra, thì nhưng mà con rất thích ngồi thiền, nhưng mà để cho khi mình mệt mỏi thì mình ngồi thiền, thế thì liệu nó có ảnh hưởng gì đến trong cái lúc mình để mình rơi vào cái bể cánh thanh tịnh, tức là có còn nó có bị tạo cái nhân lâu thành cái nghiệp, mình cứ ngồi thiền mãi và cuối cùng là mình phụ thuộc vào nó, thì cái giải pháp như nào, tức là một mặt là con vẫn phải hoạt động công việc để mà có cái sức khỏe, khi mệt thì con ngồi thiền đấy, nhưng mà bây giờ một cái phụ thuộc vào mãi cái ngồi thiền đó thì nó sẽ chấp vào cái pháp, thế thì có cách nào để mà vừa khỏe mạnh mà vẫn phải lo những cái công việc hàng ngày đấy, thì bây giờ có cái giải pháp nào để cho mình để rơi vào cái sự thanh tịnh đó mà không phải ngồi thiền mà vẫn phải mạnh. Thì ví dụ như là chúng con tập thể dục thể thao hoặc là không ngồi thiền nữa thì con cũng đang thắc mắc cái đó thôi. Cái hồi thiền chú Trương á, chú Trương với anh yoga thì ảnh là ảnh tập trung về cái hơi thở yoga để cho sức khỏe. Chính ông Thích Ca ngày xưa ông cũng thành tập ông cũng ngồi thiền chứ phải không, nhưng mà tại người ta không hỏi ông, chứ sự thật ông cũng bị kiếm đấy. Như Lai ngồi thiền là để điều hơi thở, không phải là thành Phật. Như Lai đã thành Phật lâu rồi, là thành Phật đi cõi trời đâu suốt á, chỗ này sống thế giới nghịch lý, mang thế giới cái thân nghịch lý này thì phải điều hơi thở để tiến cho nó sức khỏe. Chứ giờ có một ngày ăn có bữa cơm mà mình ăn hai bữa mà chịu nổi không ăn có bữa, là nhờ cái cầu thiền ông mới khỏe, ông ăn một bữa cơm thôi. Nên nhớ người ta không có hiểu tưởng Thích Ca cầu thiền, mấy ông tiểu thừa không biết là tưởng lên cầu thiền để mà thành Phật, thành Bồ Tát. Thành Bồ Tát thì đúng, nhưng mà nếu mà ta thành Bồ Tát hay thành A La Hán nó vẫn nằm ở trong này. Anh ngồi thiền mà anh muốn thành Bồ Tát á, thì phải có cái nguyện và đồng thời cái phước đức anh phải thật nhiều. Ví dụ bây giờ mình nói trong phạm vi của nước mình, bây giờ anh muốn là nhà đại bố thí á, là tại sao anh phải giàu nhất trong nước này, rồi anh muốn làm cái nhà gọi là mạnh thường quân cứu tất cả những người đói khổ, anh phải giàu nhất trong này. Chứ người nghèo mà tôi thấy bây giờ các chùa đó thọ giới Bồ Tát, trời ơi, nghèo gần giới cũng là bồ thọ giới ta, mà Bồ Tát tới 500 giới chứ không phải nhỏ đâu, làm sao thọ giới. Bây giờ cái người lợi dụng cái này làm là vậy, anh muốn thành Bồ Tát vẫn được phải không, như giới được nghèo phải có phước đức thật lớn. Vậy bây giờ này, tất cả những cái chuyện gì ở thế gian này mình muốn làm cái nghề gì anh trước mắt anh có tiền, chứ còn anh nó nghèo mặc rệp rồi anh đòi tôi vẫn thường vương để đi làm từ thiện, chỉ có đức mà lợi dụng cái này để làm tiền thôi. Tôi nói thật thì tất cả các chùa cho thọ giới Bồ Tát đây là một ý đồ của người ta, nói thật chứ không phải mà bây giờ Thiền Tông ra đời nói cái này. Tại sao tôi nói mà về trên mạng mà tôi nói là tất cả là ai không đồng ý với là đây rồi đâu cả. Tôi đã nói chứ đâu phải rồi mà anh nói là đã làm mấy này và tôi thấy có mặt có nhiều người cũng nói tôi làm hồ sơ đi rồi tôi kêu người muốn được sửa tới rồi làm công việc. Nếu mà đấu chắc như hồi nãy tôi bao, còn anh nào mới tự ai thua phải đại họ, tôi thấy rằng là cái này còn hay có cái lực của nó. Còn ta lại gì nói thế, anh lại nói là những gì là tôi vượt qua gì đây, đồng ý đâu đến đây tôi mời. Nhưng mà nên nhớ rằng thấy nếu mà tôi phải có báo chí rồi tôi đề nghị báo chí nói là xin lỗi anh mà thua một cái chùa anh cũng chẳng quen. Ủa, nó phải đơn giản đâu, bởi vì tại sao tôi nắm rõ được cái quy luật của nó, tôi không sợ gì hết. Giống như anh học cũng chưa mà từ 2 đến 9 rồi anh thục lòng rồi,
chấp thành thất tình làm tốn tốn số mấy anh cũng làm được phải không? Còn nếu anh có cái này anh có được học của chương 2 rồi anh thất là lên 3, lên 4 là vậy anh chết đều đó. Thành ra cái này ở đây nó có cái quy luật của nó thì tốn này nó chỉ rất rõ quy luật. Mà trước khi vô thì tôi phải làm cam kết là tất cả anh hiểu đạo Phật như thế nào anh phải ghi vô hết. Thì tôi hỏi trong đạo Phật tâu chứ tôi không ở ngoài. Nếu mà trả lời được thì đấy, còn nếu mà trả lời mình thua một cái câu không dễ nghe dân ta thì cũng không còn đó để lộ nó phải chân như vậy đó chứ không phải nói chứ không phải là lời cãi từ sáng tới chiều được. Tôi trọng tài là đá vô một cái bánh anh thua hoặc là anh không phục đá thì đá thứ hai thôi chứ không có cho mình đá lượng túi gì ngoài được. Con đã thỏa mãn câu hỏi, cảm ơn viên chủ. Kính bạch thầy, con có hai câu hỏi. Kính xin hỏi thầy, thầy dạy con là một người cư sĩ tu theo pháp môn Thiền Tông, con nghĩ của người này hàng ngày là buôn bán những thực phẩm thịt của động vật tích tụ mạng, và vì người thân mình mà người này cũng có thể thì mua những thức ăn mặn, tức là không giết hại, nhưng mà vì người thân thì họ biết phải làm. Thì con nghĩ của người này và con cũng gì với những tu thiền tâm và con được giải thoát không thành sẽ sinh thành đẹp không? Cái người trong gia đình của anh này là buôn bán về những cái đồ động vật thì người này ăn mặn, thì nhiều khi họ trong tu thiền tâm thì làm những cái việc đó thường những cái thiền tông hay không, hoặc là đi mua đồ ăn gì của người khác hay gì đó không ăn thua gì hết. Ở thế giới vật lý này anh có làm gì nữa, anh làm cái nghề nào nhưng mà là tuyệt đối với những sát sanh rồi, sát sanh cái nhân quả đó là nó thoát nhau nha. Còn nếu mà làm bất cứ ngành nghề gì mà có công đức anh về còn kéo được, anh lưu truyền thì anh về còn kéo được, không có được. Ông thích gà đâu đó là đâu ăn dài đâu thích gà đi khấn tượng ai đưa về cũng ăn đấy, phải không? Cho nên tại vì cái đạo Phật này nó đưa từ Trung Quốc mà đưa vào lúc đỡ độ đưa vào Trung Quốc á, thì vua Võ Tắc Thiên lúc đó á, ông bảo cái một thiền phải nói là cái thiền tông này nó rất hay, thì bây giờ mấy ông thầy mà tu cái này mà đi khấn tượng qua nó xấu hổ lắm, thì không cho. Ở đó thôi giờ cứ cắt đất rồi cho thiếu gì rồi. Hồi đó cắt cái chùa nó quý lắm nè, mà phải đu tu đúng theo con đường chúng ta bỏ của anh là Tạc Thiên chứ không phải dẫn đâu. Rồi sau này cái gì sau này nó lỡ sở dĩ mà cái chùa tất cả những cái chùa mình nó lỡ là nó theo cái đầu thần với cái đầu tiên của Trung Quốc nó pha nè, chứ đầu Phật nó có cúng cái đường này đâu, đầu Phật nó có tụng cái này, thì sao nó lạc vào cái chỗ ống tụng này nó sai. Nên cái này là cái đạo của đạo cái còn đạo lão thấy cái này dễ chí mạng quá, thành ra thứ bài ra thì bây giờ nó sai. Và bây giờ thì tao ra này nó không biết tu tâm nè chủ